Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì anh em đang nhìn thấy là một cái bản demo của một cái tựa game mà mình nghĩ cực kỳ rất nổi tiếng đối với anh em. Thì hồi xưa chúng ta đã từng chơi Bom Online đúng không ạ? Một cái tựa game đặt bom cực kỳ rất là nổi tiếng ở tựa game truyền thống. Và hiện nay thì Video Game đã ngưng phát hành cái tựa game này rồi, để lại vô cùng nhiều cái liên tiếp cho những người chơi, những game thủ của chúng ta. Thì trong video này thì mọi người sẽ cùng Bang Bang tìm hiểu một cái tựa game khá là mới mà liên quan đến game blockchain crypto nhé. Đó là Metabomb. Thì Metabomb này được coi là một cái game version 2 của Bomb Crypto. Nó sẽ có những cái cải tiến, và những cái cải tiến này sẽ giúp cho Metabomb này phát triển và đi đường dài bền vững hơn. Thì Bomb Crypto cũng là một cái tựa game mà đã ngôi trị ở vị trí số 1 ở hệ sinh thái của Binance Smart Chain khá là lâu. Cái ranking của nó hầu như là toàn ở top 1, rất là cao luôn. Nhưng mà Bomb Crypto cũng còn một số hạn chế nhất định, nên là Metabomb này sinh ra để giải quyết các vấn đề đấy. Thì giải quyết như thế nào và bằng cách nào thì anh em cùng theo dõi video này nhé. Về Metabomb thì Metabomb này là một cái tựa game mà có gameplay vô cùng là đơn giản, và nó sẽ phù hợp với là rất nhiều kiểu người chơi khác nhau, từ trẻ em, người lớn, thanh niên hoặc là người trung tuổi cũng đều có thể chơi được, bởi vì nó không cần quá nhiều là các cái kỹ năng, mà chúng ta quan trọng chỉ là cho và các cái hero, các anh hùng chúng ta vào chơi thôi, và nó hầu như là tự động hết. Thì Metabomb này được coi là một cái Bomb Crypto V2 đúng không ạ? Và nó sẽ mở ra một thế giới Metaverse. Mà Metaverse thì chúng ta cần phải thời gian để theo dõi xem là họ build Metaverse thế nào. Trong khi là khi mà có cái thế giới đấy thì chúng ta có thể là cùng nhau kiếm những cái đồng tiền thật từ trong tựa game này. Điều đầu tiên mà chúng ta quan tâm khi mà chúng ta tìm hiểu bất cứ một cái tựa game NFT nào hay là game file nào, thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu về game mode cũng như là gameplay của cái dự án đó. Thì Metabomb này sẽ có 5 mode chơi game khác nhau. Đó là Cheese Farm này, Bot Hunt, Arena Battle, PvP và Tournament. Tức là sẽ có tổng là 5 cái mode chơi khác nhau để người chơi có thể earn được từ cửa tựa game này. Thì về cái chế độ, cái mode là Chess Farm. Thì Chess Farm này thì người chơi có thể là đưa 5 cái hero vào trong một cái map để chúng ta đặt bom. Thì khi mà đưa 5 cái hero này vào rồi thì các hero này sẽ đi đặt bom hoàn toàn một cách là tự động, chúng ta không phải chơi cái gì cả. Và khi nó hết năng lượng thì chúng ta lại cho nó nghỉ, và khi nó hồi phục năng lượng thì chúng ta lại cho vào cho nó chơi. Và nó chơi đào được các cái dương ạ, nổ được các cái dương thì chúng ta sẽ ra được các cái vật phẩm NFT hoặc là cái token MTB, token của Metabomb, hoặc là chúng ta sẽ mở được cả cái box đấy sẽ mở được hero luôn, cực kỳ rất là hay. Chế độ thứ hai là chế độ Boss Hunt. Thì chế độ này thì tất cả một số người chơi, bạn bè của chúng ta hoặc là chúng ta sẽ mời vào để chúng ta cùng tiêu diệt một boss, và những người chơi mà tiêu diệt được boss mà nằm ở top leaderboard ấy thì sẽ nhận được các cái phần thưởng từ cái chế độ chơi này. Ngoài ra, chế độ chơi thứ ba là chế độ Arena Battle. Thì Arena Battle này là chúng ta sẽ như kiểu là một đấu trường ấy, thì chúng ta sẽ cho một trong các cái hero của chúng ta vào chiến đấu để chiến đấu với các cái người chơi khác, và chúng ta sẽ nhận cái phần thưởng hàng ngày. Thì ranking, tức là cái bảng xếp hạng của người chơi, sẽ phụ thuộc vào cái tỷ lệ thắng thua, và nó sẽ được tính bằng cái điểm, tính bằng cái point mà người chơi earn được, và người chơi sẽ nhận được cái phần thưởng hàng ngày cũng như là hàng tháng dựa vào cái ranking, cái xếp hạng của người chơi đó. Chế độ thứ tư là chế độ PvP. Thì chế độ PvP này thì rất là quen thuộc rồi, nếu anh em nào mà đã từng tìm hiểu và chơi nhiều tựa game NFT thì cũng đã biết PvP là chúng ta sẽ đấu đội với nhau hoặc là đấu người chơi với nhau, player với player. Thì ở đây thì sẽ có hai cái map, là map 1v1 hoặc là 2v2. Thì chúng ta có thể mời bạn bè tham gia, hoặc là chúng ta sẽ chọn gặp ngẫu nhiên. Khi mà giành chiến thắng thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Thì cái PvP này là chúng ta sẽ đặt cược nhé. Chúng ta sẽ bet cái lượng tiền mà chúng ta muốn đặt cược với trong trận chơi đó với người chơi đối thủ chúng ta. Nếu mà thắng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng, mà thua chúng ta sẽ mất. Đó. Còn cái mốt cuối cùng là cái tournament. Thì tournament này là một cái giải đấu. Thì giải đấu này thì theo thông tin mình được biết thì giải đấu này sẽ tổ chức hàng tuần, và chúng ta sẽ tham gia, và khi mà chúng ta giành các vị trí cao nhất thì chúng ta sẽ giành được các phần thưởng từ cái tournament mode này. Thì đây là một tựa game mà mình đánh giá cũng khá là ok, bởi vì ngoài cái đồ họa nó sẽ được nâng cấp hơn Bomb Crypto thì nó sẽ có rất nhiều các cái chế độ chơi khác nhau để giúp người chơi có thể là, ví dụ anh em mà không thích ơn từ cái phần ơn từ cái reward của hệ thống thì chúng ta sẽ có thể ơn, ví dụ tướng chúng ta khỏe, chúng ta ơn từ bạn bè của chúng ta, những người chơi khác trong cái game Metabomb này.
một phần rất quan trọng của dự án nữa mà anh bất cứ anh em nào mà khi tìm hiểu dự án đều quan tâm, đó là cái đội ngũ core team cũng như là cái đội ngũ cố vấn của dự án. Thì ở đây core team thì theo mình thấy thì là cũng đều là lộ mặt hết, đây là một điểm cộng dự án, vì hiện tại một số dự án scam và ảnh chibi thì cũng rất là nguy hiểm nên đây cũng là một điểm cộng. Thì mọi người đều có kinh nghiệm khoảng 5 năm đến 10 năm trong các lĩnh vực về technology hoặc là về marketing hoặc là về game file này, game NFT này, designer về UX và UI, blockchain developer này thì cũng khá là có kinh nghiệm. Thì mọi người có thể mở từng LinkedIn của từng ví dụ CEO anh Cường Vũ chẳng hạn, hoặc là CTO, CMO này, thì mọi người mở lên thì mọi người đọc các thông tin trên cái LinkedIn này. Về đội ngũ advisor thì advisor ở đây thì có hai advisor chính là anh Lộc, CMO của Lanzone và founder của cái BSC Army đó, cũng như là anh Thanh Đào, CTO của Lanzone. Thì hiện tại thì về partner của bên phía Metabomb thì có Lanzone này, AC Starter, Major Capital, TK Venture, CoinLab, Bami, MX Venture, Deep GameFi, MiFound này, Crypto Titan. Thì nhìn vào cái đội ngũ partner này thì mọi người có thể thấy là hầu như các partner đều đến từ Việt Nam. Thì ở đây thì sẽ có một cái nhược điểm là khi mà các partner đều đến từ một quốc gia ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái quốc gia đấy về marketing quốc gia đấy đúng không ạ, hoặc là đội ngũ về advisor chẳng hạn thì đều là của bên Lanzone, bên LZ nhiều, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái marketing của LZ. Thì cái điểm mạnh của bên LZ, bên Lanzone thì là marketing khá mạnh, mình thấy là khá là ok ổn áp. Để anh em mà có điểm phù hợp thì mọi người có thể biết và điểm để vào. Còn cái lợi là họ cũng có cái marketing cực kỳ rất là mạnh luôn, và các cái tựa game họ incubate cũng như marketing thì cũng khá là ok thời gian trước, thời gian mà thị trường uptrend đó. Phần tiếp theo mình muốn chia sẻ cùng với mọi người đó là cái tokenomics của cái Metabomb này. Thì Metabomb này sử dụng duy nhất một cái token là token MTP. Thì token này được xây dựng trên mạng lưới của Binance Smart Chain, hay còn gọi là BNB Chain á, họ bây giờ đã đổi tên thành BNB Chain rồi. Và cái token này sẽ dùng để trong game luôn, cũng như là token quản trị luôn, tức là nó cái game này chỉ có một token duy nhất thôi. Và nó sẽ sử dụng để buy, để mua các cái box hero cũng như là fusion, và cũng như là upgrade các cái hero level đó. Thì về tokenomics thì đây các bạn thấy họ chia tổng cung này là 1 tỷ cái token MTB mạng lưới là Binance Smart Chain. Họ sẽ chia là 12% cho private, 8% cho public sale, 30% cho play to earn này, còn lại là 20% cho core team, cũng như là một số cái thông tin khác nữa. Thì đây chúng ta quan tâm tới 20% core team thì một con số là mình thấy nhiều dự án cũng là khá là ok, bởi vì nó cũng phù hợp. Nếu mà phần trăm core team ít quá thì họ cũng không có động lực để phát triển dự án tiếp, thì phần trăm nó phải là khá ok. Cái thứ hai mình quan tâm là 30% cho play to earn, thì đây là một con số khá quan trọng, bởi vì cái game Metabomb này là game play to earn nên là cái phần thưởng giá trị khá là nhiều. Thì một số anh em nhìn đây cũng thấy play to earn khá là ít đúng không ạ? Thì ngoài cái cơ chế play to earn trong game ra thì Metabomb sẽ có một cái cơ chế khá là hay, và là cơ chế burn. Thì nếu họ burn, họ đốt như nào để tránh cái lạm phát trong game thì mình có thể làm một cái video chia sẻ chi tiết ở một cái video sau nhé. Và một cái đặc biệt nữa của cái tokenomics này đó là cái private sale và public sale, 12% cho private và 8% cho public thì đều là unlock 100% nhé. Đây thì mọi người có thể thấy trên white paper của họ, private sale là 12%, public sale là 8%, và họ sẽ unlock tại TGE, tức là tại thời điểm list sàn là 100% luôn. Thì hiện tại họ đã list sàn và giá đang x2 từ cái giá thấp nhất thì khá là ok, và so với giá IDO thì khoảng hơn x2 một chút rồi. Và ngoài ra thì có một số core team này sẽ được unlock 10% tại TGE và khóa 6 tháng và vesting, tức là trả dần trong vòng 12 tháng. Thì đây mình thấy có một cái hay và một cái điểm dở, điểm mình đây theo quan điểm cảm nhận của mình nhá, ở cái tokenomics này. Cái hay đầu tiên là họ unlock hết 100% của private sale cũng như public sale, tức là họ sẽ unlock hết, không quan tâm đến những thời gian sau này nữa. Một số dự án thì sẽ unlock trong vòng 3 tháng mới trả đúng không ạ? Thì đây họ unlock hết, và nếu mà mọi người các nhà đầu tư hay các nhà mua trước muốn bán thì bán hết, thì sau họ chỉ cần là tập trung vào phát triển game thôi, không quan tâm, không sợ cái lượng xả về sau này nữa. Còn một cái điểm mà mình nghĩ nó cũng chưa được ổn cho lắm theo quan điểm cá nhân của mình, đó là về cái phần liquidity này đúng không ạ? Liquidity thì đây họ chỉ nói là có 5% thôi,
tương đương với 50 triệu token, mà trong khi tổng total supply của 1 tỷ token thì mình nghĩ cái con số thanh khoản này nó khá là bé. Mặc dù unlock 100% tại TGE nhưng mà nó khá là bé so với nhu cầu thị trường. Mà nó bé bởi vì là cái giá token hiện tại nó nhỏ. Nếu mà giá token tương lai nó tăng lên thì cái thanh khoản nó sẽ ok hơn. Ok, thì trong cái tài liệu pitch deck của họ cũng có nói đến so sánh với dự án Metabomb so với Bomb Crypto. Thì đây mọi người thấy platform này, thì Bomb Crypto là chỉ có trên web thôi. Thì trong đó Metabomb đã cải tiến, ngoài web ra thì có cả trên iOS, trên Android cũng như là trên PC. Mining token tức là chúng ta có các cái mode nào ấy, thì có Cheat Farm này, Bot Hunt Arena, trong khi Bomb Crypto chỉ có Treasure Hunt và Adventure này. Play to play có PVP và tournament. Còn bên Bomb Crypto có Arena Battle. Concept Art thì mình cũng nghĩ là ở đây một cái điểm cộng của Metabomb là họ sử dụng các nhân vật chibi rất là sắc nét và nhìn rất là cuốn hút luôn. Trong khi đó thì Bomb Crypto vẫn dùng pixel 8 bit và các cái chỉ số khác nữa. Thì đây có marketplace, và khi mà cái thời gian update của cái khảo sát này nhá là từ 17 tháng 1 2022 này, thì khi đấy Bomb Crypto vẫn đang phát triển cái marketplace, trong khi là thời gian tới này thì Metabomb sẽ active, tức là sẽ lăn cái marketplace này để anh em có thể dễ dàng mua bán các vật phẩm. Thì theo thông tin mình biết thì khoảng cuối tháng 4 là sẽ lăn cái marketplace này nhá, anh em có thể theo dõi. Ngoài ra thì có chế độ burn NFT này, có burn cả hero, burn cả brick tức là burn gạch. Play to earn thì chúng ta có thể kiếm được cả NFT cũng như là cả token. Một cái điểm mới rất là hay của Metabomb. Ngoài ra thì dự án còn có rất nhiều các thông tin khác anh em cần tìm hiểu thêm, cũng như là cộng đồng này, rồi roadmap, rồi có rất là nhiều. Thì cái đấy thì mọi người đọc trên cái website họ có rất là kỹ rồi. Thì mình chỉ chia sẻ những cái thông tin mà mình nghĩ là hữu ích đến mọi người và có thể là nhấn mạnh đến cái dự án này, những điểm cộng và những cái điểm chưa tốt của dự án. Ok, vậy là trong video này mình đã cùng với mọi người tìm hiểu cái dự án Metabomb, được ví là một cái bom cái từ V2 đấy, thì có nhiều cải tiến và cách tân hơn. Thì mọi thông tin trong video đều là những cái quan điểm cá nhân và góc nhìn để mọi người có thêm góc nhìn đa chiều nhé, chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Thì mọi người trước khi mà đầu tư bất cứ dự án nào phải nên tìm hiểu cực kỳ rất là kỹ và có trách nhiệm với cái số tiền của mình. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhớ theo dõi và ủng hộ Bang Bang Gaming nhé, bằng cách like này, đăng ký kênh cũng như là bật thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của Bang Bang. Thank you. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.